Xin chào quý ông bà cô chú đang xem kênh của già Nguyễn Vlog ha. Hôm nay trưa nắng đẹp. Để xem già Nguyễn Vlog sẽ nấu món gì đãi mọi người nha. Cùng theo chân em. Rồi nay già Nguyễn nấu món bánh gì đây? Hôm nay em sẽ đổ bánh da lợn. Lá dứa, nước cốt dừa, hai thứ thôi. Đây là những nguyên liệu đây em đã chuẩn bị xong hết rồi đó. Nguyên liệu là màu xanh. Lá dứa đúng không? Lá dứa để là làm màu xanh. Rồi, cái này là gì? Đường này. Bột năng. Cái này nước cốt dừa. Cái này nước để hồi mình xay lá dứa nè, mình chuẩn bị xong hồi mình xay lá dứa nha. Cái này cũng nước cốt dừa 300 cái gì? 30g bột năng, này ít muối, một ống vani, này đường, thì này cũng là bột gạo. Mình sẽ bây giờ mình sẽ chuẩn bị pha cái bột màu trắng trước ha. Đây bột gạo, bột năng. Đường mình sẽ bỏ vô cho đường ha. Muối. Cái ống vani mình cũng bỏ vô luôn. Đây là nước cốt dừa ha, để chuẩn bị ha. 250ml nước cốt dừa mình sẽ bỏ đây, mình trộn đều ha. Giờ là mình khuấy đều lên luôn đúng không? Ừ, khuấy đều lên. Mình bỏ nước cốt dừa vậy vô này, nước cốt dừa đặc của mình á. Nó sẽ béo hơn. Mình khuấy đều tay để tránh bị ốc trâu nha mọi người. Bột cái nó đều ra, tại vì bột gạo á nó sẽ có cục, mình sẽ khuấy khi nào mà cho nó mịn nha là thôi. Rồi bây giờ bột của mình á đã khuấy đều tay mịn rồi ha. Thì mình sẽ lượt qua đây để cho bột mịn thêm nha. Mình muốn hấp bánh nó mịn đó thì mình phải lượt sơ qua. Lượt sơ khi mình hấp bánh đó, nó sẽ mịn hơn, nó không bị lợn cợn. Đây, bây giờ mình cũng đã có cái hỗn hợp màu trắng này ha. Tiếp theo mình sẽ đi làm hỗn hợp màu xanh. Lá dứa mình sẽ đi xay. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lá dứa vô cối xay nha. Thì để cho xay lá dứa dễ thì mình nên cắt cái lá dứa ra nhỏ nhỏ như vậy. Đổ nước vô ha. Bây giờ lá dứa của mình đã xay xong rồi, mình sẽ bỏ vô khay mình lột xác nha mọi người.
Nước lá dứa mình sẽ lấy 100ml. Lá dứa đẹp chưa? Mình làm chỉ có màu lá dứa với màu trắng thôi đúng không? Lá dứa màu trắng là nước cốt dừa. Bữa còn lá cẩm không? Còn sao không làm lá cẩm luôn đi? Nên mình sẽ làm hai màu thôi. Tại clip sau mình sẽ làm nhiều màu hơn đúng không? Thì ở nhà mình thì người ta ít ăn đậu lắm, cho nên là mình chỉ làm mà loại mà bánh da lợn mà nhiều lớp thôi mọi người. Còn gia đình mọi người mình thích ăn đậu thì mình cũng có thể nấu đậu, mình làm nhân cũng được. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ gây luộc đi ha. Được, ok nè. Luộc như thế này á, một hồi mình đổ bánh á, nó sẽ mịn hơn. Rồi bây giờ mình đã có hai cái tô, một tô là màu trắng, một tô là màu xanh. Thì nãy hai cái hỗn hợp là mình đã làm ra để bây giờ mình sẽ để cho nghỉ cho bột nó nghỉ 15 phút, mình sẽ đi chuẩn bị nước hấp bánh. Ok. Rồi bên đây thì dạo Nguyễn nó cũng có chuẩn bị sẵn một cái nồi để cái nồi này hấp bánh. Mình chuẩn bị một cái sửng này mình có thay dầu trước rồi ha, để tránh dính bánh đúng không? Mình sẽ bắt lên cho nó cái vị nó nóng. Chờ cái khuôn nóng mình sẽ đổ cho nó dễ hơn. Rồi bây giờ bột của mình để cũng được 15 phút rồi. Thì giờ bắt đầu mình sẽ đổ từng lớp một vô khuôn. Nồi của mình cũng đã sôi luôn. Khuôn nóng rồi đó, trước tiên mình sẽ đổ cái lớp mà lá dứa trước nha. Mình sẽ đổ một lớp. Tại khuôn nó bị ấy đó, mình phải đổ nhiều. Cái khuôn đầu tiên này mình, cái lớp đầu tiên mình sẽ hấp trong vòng 8 phút, mình sẽ đậy lại. Cái lớp đầu tiên mình cũng đã đổ được 10 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ cái lớp thứ hai là lớp cái món lớp màu trắng. Cái lớp màu trắng này mình sẽ đổ trong vòng 5 phút ha. Khi mình đổ bánh mình phải dở nắp ra xem ha, để không nước ở trong cái nắp nó sẽ ấy ra, nó sẽ bị lỏng bánh ha. Trước khi mình đổ bột mình sẽ quậy lên một lớp ha, quậy lên như thế này ha, cho bột nó đều lại. Bây giờ mình sẽ đổ cái lớp cuối cùng nha mọi người. Lớp cuối cùng mình sẽ hấp khoảng 20 phút.
Khi mà mình hấp 20 phút rồi đó, mình sẽ lấy cái tăm mình sẽ ấy xuống bánh rồi thử bánh nó có dính lên, nếu bánh nó không có dính lên là sẽ chín nha mọi người. Rồi bây giờ bánh mình chín rồi ha, thì mình để biết chắc chắn bánh mình chín chưa thì mình sọt thử cái tăm vô nha mọi người. Đó, mình rút ra như vậy, bánh không có dính cái tăm là mình thấy bánh mình chín rồi. Giờ mình tắt lửa ha. Rồi bây giờ cái bánh mình nguội giờ mình cắt ra nha. Trước khi cắt cái dao này là mình tha một cái lớp dầu đi để không bị dính dao. Bánh rất là dẻo luôn nha mọi người. Thấy mình cắt thôi bánh rất là dẻo luôn, thơm mùi lá dứa, nước cốt dừa nữa. Bánh cũng là cắt xong đó mọi người, thì giờ Nguyễn xin mời mọi người cùng ăn bánh với mình nha. Mình xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người xem video thấy hay nhớ chia sẻ cho mình nhé. Giờ Nguyễn xin mời mọi người cùng ăn bánh da lợn với mình nha. Thì bây giờ Nguyễn xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người xem video thấy hay á, mọi người nhớ chia sẻ cho mình một like và một chia sẻ mọi người.